Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng dùng vũ khí hóa học ở Syria là điều không còn nghi ngờ, tin từ Geneva. Chủ tịch của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay đã nói trong lúc khai mạc cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền rằng dùng vũ khí hóa học đã từ lâu được coi là tội ác nghiêm trọng và việc dùng vũ khí hóa học ở Syria là điều không còn nghi ngờ. Hiện giờ không còn thời gian để các cường quốc tiếp tục bất đồng về quyền lợi mà phải chứng tỏ trách nhiệm để cứu lấy sinh mạng của con người. Nhưng can thiệp quân sự hay cung cấp vũ khí chỉ làm cho người chết nhiều hơn, có thể không có con đường rút lui, cho nên các nước phải cùng với Liên Hiệp Quốc tìm cách đưa các phe lâm chiến vào bàn đàm phán. Trả lời một cuộc phỏng vấn của đài CBS, ông Assad nói rằng Hoa Kỳ tấn công Syria sẽ tạo mất ổn định toàn vùng, lan rộng chủ nghĩa khủng bố trong vùng và sẽ ảnh hưởng Tây Phương một cách trực tiếp.